đẳng cấp như Minh Tú, đám cưới mời đến tận 4 hoa hậu quốc tế. Từ đầu năm đến nay có lẽ đám cưới Minh Tú là một trong những sự kiện lớn của showbiz thu hút lượng truyền thông cực khủng và trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Khách mời đến dự đám cưới của Minh Tú là những cái tên hàng đầu showbiz Việt, mà điều đáng chú ý là có sự tham dự của tận bốn hoa hậu quốc tế khiến khán giả trầm trồ. Đầu tiên chính là hoa hậu nổi tiếng nhất và đa tài nhất Việt Nam, Hương Giang, hoa hậu chuyển giới quốc tế Miss International Queen 2018, cô đến dự chung với trợ lý của Hồ Ngọc Hà, cô khiến khán giả trầm trồ vì bước xuống từ chiếc xế hộp G63 có giá trị lên đến hàng chục tỷ. Nhan sắc của Hương Giang cũng chính là điều khiến dân tình khen ngợi vì dù đã đăng quang được 8 năm nhưng nhan sắc vẫn còn sắc sảo mặn mà. Hoa hậu quốc tế thứ hai chính là Miss Universe 2016.5, Đặng Thị Lặng Hề, Lệ Hằng. Dù đã đăng quang Miss Universe 2016.5 được 7.5 năm nhưng cô nàng vẫn chạy sâu đều đặn, tham gia liên tục các sự kiện lớn nhỏ, cô càng khẳng định được đẳng cấp Miss Universe của mình khi không lúc nào vắng mặt tại các diễn đàn, hội nhóm hoa hậu lớn nhất Việt Nam cô được dân tình ưu ái gọi với cái tên nữ hoàng sáu vương miện vì khả năng của cô đủ sức để chiến thắng bất kỳ cuộc thi nào trong Big 6. Thứ ba chính là hoa hậu hot nhất Việt Nam hiện tại, Miss Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Tại sự kiện Thùy Tiên được chọn là phù dâu, bước lên kết quắc với dàn phù dâu là những hoa á hậu tên tuổi tại Việt Nam. Tại sự kiện Thùy Tiên cũng không khiến khán thất vọng về khả năng tấu hài của mình khi cô đã tung loạt biểu cảm độc đáo khi nhặt được hoa cưới. Đặc biệt khi đang chờ chụp hoa cưới, Thùy Tiên bất ngờ được Vũ Thu Phương bế lên vai để chụp. Sau khi chụp được hoa cưới, Thùy Tiên bất ngờ phát hiện chiếc giày cao gót của bản thân đã không cánh mà bay, sau một hồi loay hoay tìm kiếm, nàng hậu mới phát hiện ra đã rơi xuống bụi cỏ ngay kế sân khấu. Cuối cùng, chính là hoa hậu quốc tế sang nhất của Việt Nam, hoa hậu trái đất 2018, Nguyễn Phương Khánh. Trái ngược với vẻ vô tư hài hước của Thùy Tiên, Phương Khánh đem đến khí chất sang trọng đúng với một hoa hậu quốc tế. Tuy diện đồ đơn giản, mái tóc đã cắt ngắn để hiến đi nhưng khí chất của cô nàng không thể phủ nhận được. Phương Khánh Dạo gần đây tuy đã không còn hoạt động nhiều trong showbiz vì đã lui về sau làm các quốc workshop và kinh doanh cá nhân thế nhưng mỗi lần Phương Khánh xuất hiện là lại khiến dân tình mê đắm về vẻ ngoài sang trọng quý phái của cô. Ngoài bốn hoa hậu quốc tế kể trên, đám cưới của Minh Tú còn quy tụ vô số các hoa hậu với tên tuổi hàng đầu Việt Nam như Top 11 Miss World, Trần Ngọc Lan Khuê, Top 21 Miss Universe 2020 Nguyễn Trần Khánh Vân, Miss Universe Việt Nam 2022, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Top 20 Miss Grand International 2022. Đoàn Thiên Ân, top 12 Miss World 2019, Lương Thùy Linh, top 6 Miss International Queen 2022, Phùng Trương Trần Đài, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh, Á hậu 2 Miss Universe Việt Nam 2017, Mô Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Siêu Mẫu Minh Triệu cùng hàng loạt cái tên lớn của showbiz Việt như Đàm Vĩnh Hưng, Trường Giang, Nhã Phương, Tin Tuấn Kiệt, Puka, Nam Thư, Hải Triều, Bibi Trần, Ngọc Phước trong đám cưới của minh tú vì quy tụ quá nhiều sao lớn của showbiz thế nên cũng khó tránh khỏi lời đồn và ồn ào đầu tiên phải kể đến tin đồn kỳ duyên minh triệu né mặt nhau trong đám cưới của minh tú dù xuất hiện trong cùng một sự kiện thế nhưng hậu tin đồn chia tay cả hai không hề có bất kỳ một tấm ảnh chung nào tại đám cưới nhưng tấm ảnh chụp chung thì hai người cùng đứng rất xa nhau ồn ào thứ hai chính là việc nam thư bị xa lánh ở đám cưới minh tú khiến cô nàng phải lên bài đính chính